Kể từ năm 1994, ngày 11 tháng 5 được chính phủ Mỹ chọn là ngày nhân quyền Việt Nam. Đây là dịp để nhắc nhở mọi người không quên tầm quan trọng của việc thúc đẩy những quyền tự do căn bản bao gồm tự do ngôn luận, hội họp, lập hội và tự do tôn giáo tại quốc gia cộng sản thường bị lên án về những vi phạm nhân quyền này. Dưới sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia Tim Kaine, ngày nhân quyền Việt Nam năm nay có chủ đề quyền tự do phát biểu, tự do Internet được tổ chức trang trọng hôm 9 tháng 5 tại tòa nhà văn phòng Thượng viện thủ đô Washington DC. Thu hút được sự quan tâm của không chỉ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ mà còn nhiều chính khách có ảnh hưởng trong Quốc hội và chính quyền Mỹ. Đây là một cơ hội để cung cấp những thông tin mới nhất từ chính những nhân chứng sống, nạn nhân bị vi phạm nhân quyền tại Việt Nam tới những cơ quan làm chính sách của Hoa Kỳ trong bối cảnh chính quyền Hà Nội tăng cường đàn áp bắt bớ những tiếng nói bất đồng và giữa lúc luật an ninh mạng của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực mà nhiều người cho rằng nhằm mục đích siết chặt tự do Internet. Từ tháng 10 năm 2018, tức là sau khi tôi được trả tự do, khi đến tận ngày hôm nay đã có hơn 15 Facebooker và blogger bị bắt. Tới đây, một phái đoàn quan chức cấp cao của Mỹ sẽ tới Việt Nam để tham dự đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 21, dự kiến sẽ nêu bật những mối quan ngại này với phía Hà Nội. Chúng tôi hy vọng rằng sau chuyến thăm của chúng tôi, Việt Nam sẽ thả một số nhân vật bất đồng chính kiến, và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ có một số thay đổi về luật để thể hiện sự tôn trọng nhân quyền. Khi được hỏi liệu phía Hoa Kỳ có biện pháp cứng rắn nào được đưa ra trong trường hợp Việt Nam không đạt được tiến bộ về vấn đề nhân quyền này không, ông Busby cho biết. Giai đoạn này thì chưa, nhưng chúng tôi luôn thể hiện rõ ràng rằng quan hệ hai nước sẽ không thể phát triển hết tiềm năng của nó nếu Việt Nam không có tiến bộ về vấn đề nhân quyền. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, dù sự nhân quyền của Việt Nam đang xấu đi, nhưng rất nhiều nhà tài trợ và đối tác thương mại vẫn lờ những diễn biến đó đi và cứ tiến hành làm ăn như thường. Mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trở nên nồng ấm trong một vài năm trở lại đây với kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh. Việt Nam cũng nổi lên như một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ tại châu Á, đặc biệt trong lúc Washington đang cố gắng kiềm chế tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Có ý kiến cho rằng Hoa Kỳ không đủ quyết liệt trong việc gây sức ép buộc Việt Nam tôn trọng những quyền tự do căn bản của người dân trong nước. Tôi nghĩ rằng chính quyền Hoa Kỳ cần dừng việc tạo điều kiện cho chế độ độc tài Việt Nam bằng việc thiếu quyết liệt trong vấn đề nhân quyền. Dân biểu Christmas cũng là tác giả của đạo luật nhân quyền Việt Nam yêu cầu trừng phạt chính quyền Hà Nội về những vụ vi phạm nhân quyền ở trong nước. Dự luật nhân quyền Việt Nam của tôi đưa ra một giải pháp tổng thể nhằm khuyến khích dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Dự luật này bao gồm một số những góp ý yêu cầu chỉnh sửa cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Hard and fast recommendations to the administration. Đạo luật nhân quyền Việt Nam của dân biểu Chris Smith từng 3 lần được thông qua với số phiếu áp đảo tại Hạ viện Hoa Kỳ trong những năm trước đây, nhưng đều bị chặn lại tại Thượng viện. Và để tránh lịch sử lặp lại, theo ông Tạ Đức Chí, thị trưởng thành phố Westminster, bang California, người Việt tại hải ngoại cần tận dụng thứ vũ khí lợi hại nhất của mình, đó chính là lá phiếu. Cái quan trọng nhất mà người Việt tại hải ngoại có được á, là chúng ta sẽ phải làm việc với lại các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Tại các nhà lập pháp Hoa Kỳ là những người ta làm luật. Từ năm 2000 đến năm 2015, dân số của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi, từ 1 triệu lên gần 2 triệu người, theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Pew. Nhờ đó, tiếng nói chính trị của những người Mỹ gốc Việt ngày càng có trọng lượng. Tuy nhiên, theo ông Chí, tận dụng được quyền lực của lá phiếu để tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam là một quá trình lâu dài và cần sự tiếp nối của các thế hệ người Việt trẻ tại Mỹ. Và đó là điều không đơn giản. Nói thật sự thì cái số người mà thế hệ sau này đó mà biết về những cái ngày nhân quyền hay là đấu tranh cho Việt Nam thì cũng rất là ít. Mà cái quan trọng nhất là ở nhà, cha mẹ họ phải nói, có cái conversation với họ, nói về những cái vấn đề này để kêu gọi họ để đấu tranh, để giúp cho những người ở bên Việt Nam.